Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bình Phước có các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin tổng quan về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cũng đã nêu bật một số kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Bí thư tỉnh ủy Nghệ An và Bí thư tỉnh ủy Bình Phước đều có chung nhận định, Bình Phước và Nghệ An dù khác nhau về mặt địa lý, nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử văn hóa con người. Cả hai tỉnh đều là cái nôi của cách mạng, với nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng. Bình Phước, Nghệ An đều nằm trong top những địa phương có đường biên giới dài nhất cả nước, dọc tuyến biên giới có nhiều dân tộc anh em sinh sống đoàn kết, hòa thuận với nhau. Ngày nay, Bình Phước và Nghệ An đều là địa bàn trọng yếu, là cửa ngõ thông thương, kết nối khu vực và quốc tế. Điều đó cho thấy hai địa phương có mối lương duyên để hợp tác phát triển. Trên tinh thần trao đổi cởi mở, tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn thời gian tới giữa hai địa phương sẽ có sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, nhằm khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của hai bên, từng bước xây dựng Bình Phước, Nghệ An ngày càng phát triển. Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ hai tỉnh cũng đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, tuyên giáo, dân vận và mặt trận.